Theo kết quả bốc thăm phân bảng, đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam sẽ tham gia trong bảng A của nội dung nhóm 4 người cùng với Indonesia, Nhật Bản và Myanmar. Bảng B bao gồm Philippines, Lào, Ấn Độ và Trung Quốc. Vắng mặt của đối thủ mạnh Thái Lan trong nội dung này đem lại lợi thế cho đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam. Ông Lê Thanh Sơn, phụ trách bộ môn cầu mây và tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam, chia sẻ với báo Quân đội Nhân dân rằng trước đây, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thường gặp khó khăn trước Thái Lan. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và đầu tư của ngành thể thao, các vận động viên trẻ của đội đã có cơ hội thi đấu và tập luyện ở nước ngoài, từ đó nâng cao kỹ năng và tự tin. Mục tiêu của đội tuyển cầu mây Việt Nam tại ASEAN 19 là vượt qua nội dung đồng đội 4 người nữ. Những đối thủ mạnh trong nội dung này bao gồm Indonesia, Philippines và Myanmar. Đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam gần đây đã đánh bại Indonesia để giành chức vô địch thế giới. Tuy nhiên, họ không được chủ quan và tiếp tục nỗ lực. Môn cầu mây tại ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến 7 tháng 10 và bao gồm 6 nội dung, 3 nam, 3 nữ. Mỗi quốc gia chỉ có thể tham gia 4 nội dung. Sự vắng mặt của Thái Lan trong nội dung 4 người nữ là do họ tập trung vào các nội dung khác. Để đạt phong độ cao nhất, đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam đang tập luyện chăm chỉ với 3 ca một ngày. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Thái Xuân cho biết đây là giai đoạn tập trung chuyên môn và tìm phong độ, nhằm tạo sự hưng phấn tối đa cho đội tuyển trong cuộc tranh tài tại ASEAN 19.